Xin chào quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của JBS, được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Mỹ tiếp tục ưu tiên truy quét tội phạm liên quan đến tiền số. Nhật Bản thành lập hiệp hội Metaverse, vốn hóa thị trường của các đồng ổn định tăng vọt. Và sức nóng của trend Metaverse tiếp tục được thực hiện qua kết quả kinh doanh ngoạn mục của kỳ lân Animoca, khi tài sản tăng 5 lần trong 2 tháng qua, chỉ với danh mục đầu tư chính là NFT và Metaverse. Tất cả sẽ có trong bản tin hôm nay. Chính quyền Mỹ ưu tiên truy quét tội phạm tiền số. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa công bố chiến lược chống tham nhũng, trong đó có việc sử dụng lực lượng đặc nhiệm mới để tập trung vào các cuộc điều tra phức tạp và truy tố tội phạm sử dụng tiền kỹ thuật số sai mục đích. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập nhóm thực thi tiền kỹ thuật số quốc gia NCET để hỗ trợ việc truy tìm và thu hồi tài sản bị mất do lừa đảo và tống tiền, bao gồm cả các khoản thanh toán bằng tiền kỹ thuật số của các nhóm ransomware. Trong khi đó, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA cũng cho biết họ đang đẩy mạnh các chiến lược điều tra và truy quét tội phạm trong lĩnh vực tiền số, khi gần đây số lượng các cuộc tấn công mạng liên quan đến crypto và những dự án blockchain ngày càng gia tăng. Trước đó, các cơ quan của chính quyền Joe Biden cũng mở rộng hợp tác với Bộ Nội vụ Anh để nâng cao nỗ lực hợp tác quốc tế trong truy quét tội phạm quốc tế và các mối đe dọa đang nổi lên trong lĩnh vực này. Nhật Bản thành lập hiệp hội Metaverse. Ngày 8 tháng 12 năm 2021, 4 công ty tiền số hàng đầu Nhật Bản đã thành lập hiệp hội Metaverse Nhật Bản GMA với mục đích thúc đẩy công nghệ Metaverse và cải thiện khuôn khổ thực hiện các biện pháp bảo vệ người dùng. Mục tiêu của GMA là nhằm đưa Nhật Bản trở thành quốc gia đi đầu trong cuộc đua Metaverse. 4 thành viên sáng lập đầu tiên của hiệp hội gồm sàn giao dịch tiền số FTX Coin, công ty phát triển ví Giko, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Coinbase và nhà cung cấp giải pháp đầu tư tài sản kỹ thuật số Intelligent Unit. Với việc thành lập hiệp hội này, GMA hy vọng sẽ giúp được các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về công nghệ blockchain, NFT và Metaverse, thu hút thêm được nhiều khoản đầu tư và quan hệ đối tác từ nước ngoài vào ngành Metaverse địa phương của Nhật Bản. Vốn hóa thị trường của stablecoin tăng cao kỷ lục. Theo dữ liệu của CoinGecko vào ngày 8 tháng 12 năm 2021, tổng vốn hóa của đồng stablecoin đã tăng lên mức kỷ lục, đạt 161 tỷ đô la, tăng thêm 11 tỷ đô la trong 10 ngày qua. USDT và USDC hiện vẫn là hai đồng stablecoin lớn nhất, chiếm 73,21% thị trường các đồng ổn định. Trong đó, đồng USDT đóng vai trò thống trị, có định giá thị trường khoảng 77,3 tỷ đô la, tăng thêm 6,1% so với tháng 10 năm 2021. Đồng USDC đứng thứ hai với định giá thị trường khoảng 41 tỷ đô la, tăng 19,5% trong 30 ngày qua. Tổng vốn hóa của USDT và USDC hiện chiếm 4,75% toàn bộ vốn hóa của thị trường crypto. Trong khi đó, một số đồng stablecoin phát hành sau cũng có tốc độ tăng trưởng nóng. Đồng UST của Terra đã có mức tăng vốn hóa thị trường 190% trong vòng một tháng qua, đạt mức 8,3 tỷ đô la trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra, đồng OUSD do Oregon Protocol phát hành cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng cao kỷ lục với tốc độ là 721% trong 30 ngày qua, hiện có định giá thị trường vào khoảng 226,5 triệu đô la. Theo đánh giá, việc vốn hóa thị trường của các đồng stablecoin tăng mạnh trong thời gian gần đây là những tín hiệu tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tiếp tục gây lo ngại cho những nhà hoạch định chính sách, nhất là các chính quyền của các nước Mỹ, EU, Nhật Bản, cho rằng cần quản lý chặt chẽ hơn những đồng stablecoin để hạn chế những rủi ro đối với hệ thống thanh toán, sự ổn định của hệ thống tiền tệ và không gây ra trở ngại cho những kế hoạch phát triển đồng tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC của mỗi nước. Công ty mẹ của The Sandbox có mức lãi khủng. Công ty mẹ của dự án về Metaverse The Sandbox đình đám Animoca Brand vừa công bố kết quả kinh doanh với những con số cực kỳ ấn tượng. Theo đó, thu nhập của công ty trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tăng lên 529,6 triệu đô la, lượt đặt trước tăng lên 140 triệu đô la và đang nắm giữ 600 triệu đô la tài sản kỹ thuật số thanh khoản, bao gồm BTC, ETH, USDC và các tài sản khác. Chỉ trong vòng 2 tháng, dự trữ tài sản số của Animoca Brand đã tăng gấp 5 lần, từ 2,9 tỷ đô la vào cuối tháng 9 năm 2021 lên khoảng 15,5 tỷ đô la vào cuối tháng 11 năm 2021. Sở dĩ có sự tăng trưởng vượt bậc này là vì những dự án danh mục đầu tư của Animoca Brand trong mảng NFT và Metaverse như Brave, The Sandbox, Tower và The Gamey đã có những bước tăng giá đột biến. Ví dụ, hiện khối lượng giao dịch hàng tháng của hai mã token Brave và The Sandbox đạt khoảng 120 tỷ đô la, tương đương với GDP năm 2021 của Maroc hoặc Slovakia.
Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của JBest. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!